Tỷ đã tìm hiểu được thằng đầu trọc hôm bữa đụng tụi mình rồi. Nó là Thạch Trọc, thuộc băng nhóm ở quận 8. Người cầm đầu băng này là ai vậy? Sơn Hổ Mang, một gã khá nổi tiếng trong giới ngầm. Địa bàn hoạt động của nhóm này ở đâu? Băng nhóm này chuyên bảo kê cho các vũ trường, quán bar và nhà hàng nằm ở những quận trung tâm. Tỷ có điều tra được tại sao nó lại hại nhóm mình không? Bảo kê là nhiệm vụ chính của băng nhóm này. Nhưng mà thời gian gần đây, phân phát hàng trắng vào vũ trường và karaoke là công việc chính của tụi nó. Lạ thật, mình không hề lấn đất làm ăn của tụi nó, không tranh giành địa bàn, bên này đâu quan tâm tới chuyện bảo kê. Nhưng mình đã bỏ hàng sĩ, các chân rết phân phối lẻ đã cạnh tranh với nhau giành địa bàn của Sơn Hổ Mang. Chắc vì chuyện này nên nó cho đàn em giằng mặt tụi mình. Tỷ, tỷ có thể thu xếp cho em gặp Sơn Hổ Mang không? Được, tỷ sẽ đánh tiếng. Nhưng mà tỷ sợ hả? Không sợ, nhưng mà nghe giang hồ đồn gã này rất là quái, có nên đối đầu trực diện với nó không? Đánh rắn thì phải đánh dập đầu. Em không mất công ra tay với bọn đàn em tụi nó. Điều quan trọng là đừng để lọt vào danh sách đen của công an thôi. Còn vụ của Võ Hiếu em tính sao? Võ Hiếu sẽ là con bài bí mật của tụi mình, để đề phòng những tay khác trong tổ chức. Em tin anh ta sao? Còn hơn tin người khác. Tỷ, tập vô chiếc bảy chỗ màu đen đi. Ok. Tỷ về đi, có gì em gọi sau. Ừ. Em sao vậy? Không sao đâu, em bị sơ ý ngã cầu thang với tôi nhỏ thôi mà. Sao em bất cẩn vậy, có sao không? Không sao. Trường Thịnh, chạy đi, tôi chỉ đường cho. Ngày mai tôi sẽ đi, cảm ơn chị nha. Tôi thấy là cô chưa khỏe hẳn đâu, vết thương còn chưa lành, cô nên ở lại đây để bác sĩ còn tiện chăm sóc nữa. Không sao đâu, tôi tự lo được mà. Đừng có ngại, tôi chỉ ở nhà này một mình thôi, thỉnh thoảng thì chị Sơn Nữ mới qua đây. Cảm ơn chị rất nhiều vì tất cả. Không có gì đâu mà, tôi chỉ muốn cô biết một điều, có thể chúng ta không phải là chị em ruột, nhưng mà cũng có thể quan tâm tới nhau. Cũng ly. Chị không biết là tôi thèm cái cảm giác ruột thịt cỡ nào đâu. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được vòng tay ấm áp của cha mẹ mình. Thậm chí tôi còn không hình dung ra được gương mặt của họ nữa. Còn tôi thì 20 năm lưu lạc ở chợ đời mới nhận lại được cha mẹ. Lúc mà tôi nhận mặt cha thì ông ta đã lãnh một viên đạn để thế mạng cho tôi. Trời,
cái cảm giác tôi nhận lại được cha lần đầu tiên. Cũng là ngày tôi rời xa cha mãi mãi. Cô có biết cái cảm giác nó kinh khủng như thế nào không? Tôi không thể nào tin được. Tại sao lại có chuyện ly kỳ đến như vậy? Với một đứa trẻ mồ côi, ngày mà nó nhận ra cha mẹ là ngày hạnh phúc nhất. Nhưng với tôi là một ngày đau buồn. Bây giờ ba chị đã mất rồi, còn mẹ chị thì sao? Bà ấy còn sống không? Má tôi còn sống không hả? Tôi đã rời xa bà ấy rất lâu rồi. Tôi không biết là tôi làm như vậy là đúng hay sai nữa. Tôi không biết là chị đúng hay chị sai. Nhưng tôi nghĩ có mẹ là điều tuyệt vời nhất. Tôi chỉ ước một lần được nằm trong vòng tay của mẹ. Cho dù tôi có chết, tôi cũng mãn nguyện. Sau bao ngày vất vả thì mọi gì cũng đã ổn rồi. Đúng là có tiền mua tiên cũng được. Chúng ta đã mất một số tiền khá lớn, đủ để đáp ứng chạy đua cho kịp với thời gian. Tôi cũng không ngờ là công trình hoàn thiện và đưa vào sản xuất nhanh đến như vậy. Chúng ta đã từ bỏ sản xuất loại ma túy cũ, bây giờ tập trung tất cả cho thứ nước vui vẻ này. Đây sẽ là chiến lược rất quan trọng. Đây là những bức hình được Võ Hiếu chụp gửi về. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc kiểm tra lý lịch của từng đối tượng, sau đó lọc ra những đối tượng nghi vấn. Tôi sẽ phụ trách việc này. Đồng chí lấy thêm người làm cho nhanh. Vậy tôi sẽ gọi thêm đồng chí Vĩnh phụ tôi lấy thông tin. Trong vòng một ngày, đồng chí có thể cung cấp thông tin đầy đủ của các nhân vật này cho chúng tôi được không? Tôi sẽ cố gắng hết sức. Toàn bộ dữ liệu thông tin về những người này, ngoài đồng chí và đồng chí Vĩnh biết, tuyệt đối không được ai biết. Làm xong hãy chuyển ngay cho tôi. Dạ rõ. Em đã giữ lời hứa đưa anh ra ngoài rồi đó. Đa tạ chủ nhân. Sao em lại dám làm chủ nhân của anh chứ? Anh tự nguyện. Chứ người mà mình có thể xả thân thì gọi là gì? Vậy trong những ngày qua anh làm tất cả những gì mà em sai bảo mà anh không thắc mắc hay sao? Tại sao lại phải thắc mắc? Anh đã nói là không quan tâm tới công việc của em mà. Vậy chứ hiện giờ anh quan tâm điều gì nhất? Là em. Sau những gì mà em đã đối xử tệ với anh, với gia đình, mà anh vẫn muốn quan tâm tới em hả? Em biết không, đó là những cảm giác khát khao nhất trước khi em cận kề cái chết mỗi ngày. Thật sự lúc đó anh tự nhủ nếu mà anh được thoát ra ngoài, anh chỉ cần gặp em, ở bên em và bảo vệ em thôi. Anh chấp nhận từ bỏ trà táo đỏ sao?
Thực tế thì Trà Táo Đỏ đã chết theo anh và Quý từ lâu rồi. Công ty gần như phá sản. Còn má và Trúc Trà không làm gì để giữ lại công ty sao? Em nghĩ là họ làm được à? Trúc Trà thì biết cái gì về kinh doanh mà làm. Còn má thì già rồi, bỏ đi. Em đã thấy anh đã tốn nhiều công sức để gây dựng thương hiệu, vậy mà anh từ bỏ anh không hối tiếc à? Thật sự nói không hối tiếc là mình nói xạo. Nhưng mà anh suy nghĩ cho cùng, mình làm gì thì làm tất cả mọi thứ, cái mong muốn lớn nhất của mình là gì? Đó là hạnh phúc của bản thân. Anh chỉ hạnh phúc khi được ở bên cạnh em thôi. Làm sao mà anh cảm thấy hạnh phúc và muốn sống bên người đó khi người đó không thuộc về mình nữa? Anh biết. Thực sự cái cảm giác đó rất là khó chịu. Nhưng mà anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Yêu một người đâu nhất thiết phải sở hữu người đó cho riêng mình. Chỉ cần được nhìn thấy người đó mỗi ngày, sống vui vẻ hạnh phúc là đủ. Em có sống vui vẻ, nhưng mà hạnh phúc thì không. Vậy nếu như bây giờ em từ bỏ mọi thứ, trở về với gia đình, em có thể hạnh phúc không? Em đã đi quá xa rồi, không còn đường để quay về nhà đâu. Vô. Đó cũng là cảm giác của anh. Anh thật sự không muốn quay về nhà với hai bàn tay trắng và cái thân hình đầy vết sẹo này đâu. Anh không muốn những người trong gia đình nhìn mình với ánh mắt thương hại như lúc anh mới ra tù. Số cuộc thì anh cũng muốn ở bên cạnh em, nhưng anh nói thật lòng được bao nhiêu phần trăm? Em anh cần một số tiền, em có thể đưa cho anh được không? Anh cần tiền để làm gì? Thì anh muốn mua một chiếc mô tô đời mới, sắm thật nhiều đồ hiệu. Anh thích sống tự do, hưởng thụ. Anh thèm cái cảm giác này lâu lắm rồi. Cảm ơn chủ nhân. Anh cầm đi. Lâu lắm rồi anh mới được ngửi thấy mùi tiền mới. Nếu có thể mua chuộc anh bằng tiền thì quá rẻ. Giá trị của anh đã thay đổi trong mắt em. Chấp nhận sống ngắn lại, bán luôn mạng sống này cho em. Chỉ cần hưởng thụ một chút tinh hoa của cuộc sống này, như vậy là quá đủ rồi. Cảm ơn chủ nhân. Sao rồi? Khỏe chưa? Khỏe chứ. Phải khỏe mới hẹn ra đi cà phê được. À, cho ly đen đá không đường đi. Dạ. Mấy ngày ở nhà Chiêu Dương á, em thấy người này sao? Có đáng ghét như em từng nghĩ không? Ai cũng từng có nhận định sai mà. Nếu như mình không có thời gian tiếp xúc thì mình sẽ không khám phá được con người của họ. Thì ai cũng có một cuộc đời. Nhưng mà cuộc đời của Chiêu Dương ly kỳ và gây cấn hơn hai anh em mình nhiều. Thật ra thì anh thấy cô ấy là một người phụ nữ dạng dày kinh nghiệm ngay từ lần gặp đầu tiên. Thảo nào lão bàn đã không ngần ngại kết nạp chị ta vào hội. Chiêu Dương manh động liều lĩnh nhưng cũng rất là thông minh.
và một chút rộng lượng khi không chấp nhất chuyện của em. Vậy đợi em khỏi hẳn đi, anh sẽ mời Chiêu Dương một chầu, coi như là cảm ơn cổ đã cứu mạng em. Vậy mà em cứ tưởng em làm phiền anh quá, khi mà em biến mất thì anh sẽ nhẹ nợ chứ. Lại đi. Gì? Nói tầm bậy không? Anh á, anh chỉ được cái ăn hiếp em thôi à. Có em đó, anh lúc nào cũng sợ em hết á. Dạ của anh. Ờ, cảm ơn em. Anh thử nghĩ coi, em nên tính sổ với lão Nam ra sao. Anh, anh nghĩ em nên bỏ qua chuyện này hả? Thật ra thì anh không muốn người trong hội đấu đá lẫn nhau. Nhưng mà ông ta là người kiếm chuyện với em trước, còn muốn lấy mạng của em nữa kìa. Mới chỉ là phỏng đoán của em và Chiêu Dương thôi, chưa có bằng chứng cụ thể. Dựa vào điều gì để xử Trần Nam? Em nhớ mặt từng thằng đã tấn công em. Em sẽ tìm ra bọn chúng. Được, nếu tìm ra được bọn chúng sẽ biết ai là người đứng đằng sau. Ngay lúc này anh sẽ không vội kết tội ông ta. Còn em thì chắc chắn ông ta là người đã hãm hại em. Sao em không nghĩ đó là chiêu trò của Chiêu Dương hả? Tại sao lại là Chiêu Dương? Chị ta là người đã cứu em mà. Anh chỉ ví dụ vậy thôi, chứ không có chắc. Có thể Chiêu Dương bày ra trò này rồi giả vờ cứu em rồi sao? Để làm gì? Thì thứ nhất là không còn người đối đầu với cổ. Thứ hai là em sẽ mang ơn cứu mạng của cổ. Em không nghĩ chị Chiêu Dương lại bày ra trò này. Chị ấy thật lòng khi cứu em. Hy vọng là em sẽ gặp được người tốt thật sự. Nếu như anh xảy ra chuyện gì cũng có người lo cho em. Anh, đừng hòng trốn thoát em. Em sẽ bám theo anh đến khi anh trở thành ông già chống gậy thì thôi. Alo, tôi nghe. À, tôi biết rồi, tôi tới liền. Lão bạn gọi anh hả? Ờ. Có nên cho lão bạn biết chuyện của em không? Không cần đâu. Tùy em. Anh đi nghe. Tạm biệt anh. Bye. Có gì alo anh. Chầu này anh em tôi mời Chiêu Dương, coi như là cảm ơn. Đừng khách sáo như vậy chứ, tôi coi hai bạn giống như là người nhà mà. Cảm ơn chị đã cứu mạng tôi. Coi như là tôi nợ chị một mạng. Khi nào chị cần tôi sẽ trả. Cạn hết nha. Vô. Vô. Tôi rất là vui khi mà thấy hai người xóa hết những hiểu lầm cũ. Thật ra thì tôi không sợ kẻ thù ngoài, chỉ sợ hiềm khích nội bộ thôi. Thì cậu cũng thấy rồi đó, tôi đâu có chấp nhặt người khác. Chỉ là người đó hơi ngoan cố một chút trước khi nhận ra vấn đề thôi. Vậy là chữ khéo tôi hả? Anh á, là không có chữ khéo như Chiêu Dương đâu. Anh chửi thẳng em luôn á. Em là con nhỏ cố chấp từ xưa tới giờ. Đúng vậy. Khi nào bản thân em nghĩ thông? Vậy có bao giờ em nghĩ mọi chuyện đã rồi khi em nghĩ thông không? Hả? Là con nít á, phải biết nghe lời người lớn, biết chưa? Thôi, nhìn hai người cãi nhau như vậy á, tôi thấy mắc cười quá. Nhưng mà để có một người cho mình cãi nhau như vậy á, cũng hay. Nhỏ này nè, ngày xưa đẻ ngoại đấm cãi, không hiểu sao tới giờ tôi còn chịu đựng được nó. Em đã nói rồi, em sẽ ám anh hết kiếp này luôn. Lại gọi mà mặt mày em nhăn nhó vậy? Lão bà. Ê, đừng nói là tụi mình đã gặp nhau nha. Tôi nghe ông chủ. Nghe giọng thì vẫn còn giận anh phải không? Tôi đâu có dám giận ai đâu. Anh nghe nói em xảy ra chuyện hả? À,
tôi bị chó dại cắn. Nguy hiểm chị. Em có đi chích ngừa chưa? Không sao đâu, ông chủ đừng lo. Khi nào mà tôi khỏe lại, tôi sẽ đi tìm con chó đó để bẻ gãy răng nó. Người đẹp mà dữ dằn quá chị. Tại sao em phải làm như vậy với một con chó chứ? Để lần sau nó không còn cắn người khác nữa. Ok, anh đang bận rồi. Gặp em sau nha, bye em. Ok. Các anh thấy đó, người đẹp không quan tâm thì giận lẫy, còn quan tâm thì nói lẫy. Vô. Nhưng nếu không có phụ nữ á, thì cánh đàn ông chúng ta còn gặp rắc rối nhiều hơn nữa. Đàn ông có nhiều tiền để làm gì? Tất nhiên là tiền không thay thế được đàn bà. Nhưng nhờ có nhiều tiền, chúng ta sẽ có nhiều phụ nữ đẹp ở kế bên, đúng không? Nói chung là tiền và gái đẹp là hai thứ không thể thiếu với những người đàn ông như chúng ta. Chính xác. Vì vậy chúng ta phải cùng nhau kiếm thật nhiều tiền, đúng không anh? Nhất trí. Chúc cho công việc chúng ta thuận buồm xuôi gió. Các em, hôm nay phải vui chơi cho thỏa thích nghe. Tiếp đãi bạn quanh cho đàng hoàng vô. Được chưa? Dạ, cảm ơn anh. Vô. 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 Tôi thật là ngu ngốc mới tin vào một người đàn ông dành hết cả thanh xuân của mình. Để rồi được cái gì? Giờ mới biết mình ngu ngốc. Em cấm anh nói xấu em nha. Sai mà biết sửa sai thì được rồi, đừng để mình rơi vào mê hồn trận không lối thoát. Ý của chị là tất cả đàn ông đều xấu như nhau hả? Ê, trừ tôi ra nghe chưa? Không qua đũa cả nắm. Nhưng mà hầu hết đàn ông là như vậy. Đàn ông thời nay có hai thói xấu là hèn và ích kỷ. Hiếm người nào mà dám nhận trách nhiệm về chuyện mình làm. Giống Trần Nam hả? Tôi có một đề nghị bí mật. Cô nói đi. Đừng để ai biết mối quan hệ tốt đẹp với ba chúng ta. Cứ để cho mọi người nghi ngờ đi. Nếu như hắn ta mà đánh được mùi chúng ta đã bắt tay với nhau, hắn ta sẽ cảm thấy bất an. Vụ này, nếu như Trần Nam cảm thấy bất an, ông ta chắc chắn sẽ tìm cách để triệt hạ hai người nhanh hơn. Còn với lão bạn thì sao? Đàn ông thích nhất là nghĩ mình có giá. Cứ để cho ông ấy nghĩ là hai người đàn bà đang đánh nhau chỉ vì tranh giành ông ấy. Chị thật là ghê gớm. Đâu có mất mát gì đâu. Để cho ông chủ vui. Vụ này tôi không tham gia. Coi như là tôi không nghe thấy gì hết nha. Vô. Vô. Sẽ có lúc tao sử dụng mày như một vũ khí bí mật chống lại ông ta. Ông nhớ cân đối tài chính trước khi chuyển tiền cho các dự án. Tôi sẽ lập báo cáo tổng hợp trình qua cho lão bàn xem trước khi ký những hạng mục cần thiết. Hàng ở nơi sản xuất mới ok không? Ông và Trường Thịnh phải giám sát chặt chẽ ở đó cho tôi. Nên nhớ số tiền mà tôi bỏ ra mua lại công thức ma túy mới đã ngốn của tôi số tiền mặt khá nhiều rồi. Tôi đã cho gắn camera nhiều lớp, cắt đặt các trạm canh gác vành đai khá chắc chắn. Có bất kỳ một đối tượng nào lạ xuất hiện, chúng ta có thể phát hiện từ xa. Quả thật là Chiêu Dương có tầm nhìn khi chọn nơi này. Cho dù ông chủ có nói gì đi nữa, tôi không tin tưởng người đàn bà này. Cho tôi hỏi ông một câu, tại sao ông lại căm ghét phụ nữ đến như vậy?
người phụ nữ sinh ra tôi đã vứt tôi vào thùng rác, suýt nữa thì kiến ăn mất thân xác của tôi. Tôi trôi nổi ở chợ đời để có được như ngày hôm nay. Tôi phải trải qua biết bao nhiêu giông bão. Thử hỏi ông chủ, như vậy tôi có nên hận phụ nữ hay không? Thì ra là vậy. Tôi hiểu cảm giác bị bỏ rơi của ông, nhưng cũng đừng vì điều này mà lại tự làm bỏ rơi bản thân của mình, sống một cuộc sống cô độc không có phụ nữ đến suốt cuộc đời à. Tôi thề cho đến chết không chạm vào bất cứ một người phụ nữ nào hết. Ông có biết không, ngày hôm qua tôi gọi điện hỏi thăm Mỹ Kỳ, cô ấy nói bị chó dại cắn. Và cô ấy còn nói với tôi nhất định phải bẻ răng con chó dại đó. Xin lỗi lão bạc, tôi đi lo công việc đây. Chào lão bạc. Võ Hiếu, cậu đến nhà gặp tôi gấp. Ủa em, sáng nay em không ra ngoài hả? Hôm qua em mới đi nhậu về, thấy hơi nhức đầu, chắc chiều em mới đi. Vậy để làm chút gì cho em ăn sáng nha. Dạ. Alo, em nghe nè. Được, tiểu qua đây đi, có gì mình bàn công chuyện. Em, anh làm sandwich cá ngừ cho em nè. Anh ăn với em nha. Anh ăn rồi, em ăn đi. Vậy để em ăn. Còn đây nữa nè, cà phê sữa, mà cà phê phải đậm, ít sữa. Em uống thử đi. Anh vẫn còn nhớ thói quen sở thích ngày xưa của em hả? Anh còn nhớ rất nhiều sở thích của em nữa là khác. Bây giờ em đã thay đổi nhiều rồi. Bản chất của con người cơ bản là không thể thay đổi được. Anh nói đúng. Bản chất một con người không thể nào thay đổi được. Vì vậy anh hiểu tại sao em ra đi rồi. Trước kia anh không hiểu, nhưng bây giờ thì anh hiểu rồi. Sống một cuộc sống không phải của mình, thà chết còn hơn. Cậu đã gặp người đàn ông này bao giờ chưa? Tôi chưa từng gặp người này. Cậu chắc chứ? Dạ, chắc chắn. Nhưng mà người này là ai mà ông chủ quan tâm vậy? Anh ta là chồng của Chiêu Dương. Chồng của Chiêu Dương? Anh ta đã trốn thoát, về tìm gặp Chiêu Dương. Anh ta muốn cái gì chứ? Hình như ông chủ đang lo lắng việc này. Vì sao vậy? Chết tiệt!
Ông đã chết rồi mà còn hại tôi được. Cậu có nhớ tôi đã từng nói tôi và Chiêu Dương có một mối ân oán không ai hiểu được không? Hình như có liên quan tới Duy Kha. Chính Duy Kha là người đã bắt cóc Võ Hiếu, nhốt xuống hầm sản xuất. Và cũng chính là anh ta là kẻ đã cầm đầu nhóm tổ chức phá hoại nơi sản xuất rồi trốn khỏi nơi đó. Bây giờ anh ta lại xuất hiện trước mặt Chiêu Dương. Cậu thử đặt câu hỏi giùm tôi xem anh ta muốn gì. Nếu như anh ta có ý định phá hoại tổ chức, sao ông chủ không báo cho Chiêu Dương biết? Mấu chốt ở đây là tôi không thể để cho Chiêu Dương biết mối quan hệ giữa tôi và Duy Kha, và càng không thể để cho cô ta biết Võ Hiếu bị giam xuống chỗ đó. Vậy thì bây giờ ông chủ muốn tôi phải làm sao? Xử lý anh ta hay sao? Tôi cần phải suy nghĩ thật kỹ về vấn đề này. Trước mắt cậu bí mật theo dõi anh ta. Nếu nói như vậy, hiện tại Võ Hiếu đang ở biệt thự của Chiêu Dương. Hình như là như vậy. Cậu cứ bám sát Chiêu Dương, chắc chắn sẽ lân được anh ta. Dạ, lão Bằng. Có người muốn mua sỉ loại hàng mới của mình. Tỷ đã tìm hiểu kỹ lý lịch của khách hàng chưa? Coi chừng sập bẫy tụi công an đang giăng đó. Rồi, bên này rất mạnh về đường dây buôn bán lẻ. Em cũng biết thằng này đó. Là ai? Sơn Hổ Mang. Là nó? Ừ, tụi nó rất là cần nguồn hàng này, dò hỏi rất nhiều mới ra tụi mình. Nhưng mà nó không hề hay biết mình là bên giao. Vậy em nên ra mặt không? Em phải giao dịch với ai giao dịch? Nó không có tin tưởng tỷ. Thôi được rồi, em sẽ cử một người đi chung với tỷ. Ok. Em nghe nè lão Bàng. Điều trưa với anh nha. Cũng được. Anh sẽ nhắn địa chỉ nhà hàng qua cho em. Ok, bye bye anh. Vậy nghe. Dạ biết rồi. Tỷ hẹn với nó vào chiều thứ bảy 3 giờ đi. Còn địa điểm có gì mình báo nó sao? Bây giờ chuẩn bị xe đưa em đi. Ok. Em quên hỏi, tình hình Lâm Phong dạo này sao rồi? Không có cần ăn, cần hít thôi. Sao tự nhiên hôm nay lại có nhà ý mời em đi ăn vậy? Dạo này anh bận lo cho chỗ sản xuất mới, không quan tâm tới em được. Em hiểu mà, nên em có trách anh gì đâu. Em không trách anh, nhưng mà em đã hành động rồi. Em làm gì chứ? Em đã quay lại với chồng cũ của em. Anh có bằng chứng gì mà nói em vậy? Anh cho người theo dõi em hả? Vì là anh không muốn có bất kỳ người đàn ông nào kế bên em thôi. Mà sao anh biết người này là chồng em?
thời đại thông tin mà. Có tiền thì mua thông tin nào trả được. Em nên nhớ, anh có rất nhiều tiền. Đúng. Anh ấy đã đến tìm em và nhờ em giúp đỡ. Sao những chuyện không may xảy ra với anh ấy? Mình không thể tiết lộ chuyện mình biết Võ Hiếu bị Duy Kha bắt cóc, tống vào nơi sản xuất. Cô ta sẽ nghi ngờ. Em có thể cho anh ta một ít tiền mà. Nhưng mà anh không muốn anh ta ở kế bên em. Anh có tên em không? Thực sự giữa em và anh ấy không còn mối quan hệ vợ chồng nữa. Em nên nhớ câu, tình cũ không rủ cũng tới. Anh đừng có ghen tu dớ dẫn như vậy mà. Ok, nhưng mà em có dám chắc là anh ta không quan tâm tới công việc của em không? Lỡ như mọi chuyện mà đổ bể ra, anh ta có bán đứng em không? Điều anh ấy quan tâm là bảo vệ em và anh ấy cần một số tiền để xài thỏa thích thôi. Người đàn ông đó em có thể nắm được. Anh đừng có lo nữa. Thôi được. Được. Chỉ là vấn đề thời gian. Tao sẽ cho vợ chồng mày chết cùng một lúc. Tao sẽ có kế hoạch mới thú vị hơn. Dạ rồi, tôi đi liền. Mọi người đi cẩn thận nha. Dạ, tôi biết rồi. Xuất hàng đi được đúng ngày đúng giờ như vậy là đã mừng lắm rồi. Làm ăn bây giờ á, chữ tín á mới là quan trọng. Dạ, chốt được đơn nào á là con khỏe đơn đó. Bây giờ mình tập trung lo cho những hợp đồng mới nữa má. Công việc thì Trúc Trà cứ từ từ, em đừng có ham hố quá. Mọi việc vẫn trong tầm tay mà. Bây giờ muốn làm lớn cũng đâu có tiền đâu anh. Một số công ty họ nợ mình, họ còn không thèm trả nữa kìa. May là mình không nói chuyện kế toán ăn cắp tiền. Hiện thời chỉ mới thu về được một nửa. Hai người mà biết chắc là lo lắm. Con, dán khéo thôi, không cần phải làm lớn. Trước mắt bây giờ phải duy trì nhà máy trước đã, đúng không? Còn muốn phát triển phải chờ thằng Hiếu nó về. Dạ. Dạ. Tôi là Kazili, tổng giám đốc công ty xuất nhập khẩu nông sản Việt Trung. Tôi muốn gặp giám đốc nhà máy trà táo đỏ. Chào ông, tôi là Trúc Trà, giám đốc của nhà máy. Không biết ông muốn gặp tôi có chuyện gì? Ồ, vậy thì may mắn quá. Chào cô. Tôi muốn bàn công việc hợp tác làm ăn với nhà máy trà táo đỏ. Vậy mời ông vào văn phòng của tôi. Xin giới thiệu với ông, đây là má của tôi. Dạ, xin chào. Còn đây là anh Út Mót, phụ trách nhà máy này. À, mời ông vào trong. Em có thể đặt lòng tin của em ở anh được không? Em nghĩ sao? Tạm thời em tin anh, tin những lời anh nói. Nhưng mà... Em cần thử thách anh đúng không? Em cần anh thay em đi giao dịch một phi vụ mới. Anh có đủ bản lĩnh làm điều đó không? Thử đi.
Tôi đã nghe qua thương hiệu trà táo đỏ từ lâu, đã kiểm nghiệm và dùng thử một thời gian. Quả là một thức uống rất bổ dưỡng, có lợi cho sức khỏe. Cảm ơn ông đã có những đánh giá tốt cho sản phẩm của công ty chúng tôi. Tôi có nguồn để xuất ra nước ngoài, vì vậy tôi muốn bao tiêu toàn bộ sản phẩm của nhà máy. Dạ xin lỗi ông, ông dùng từ bao tiêu có nghĩa là ông muốn thu mua tất cả những sản phẩm của công ty chúng tôi. Đúng vậy, tôi sẽ làm hợp đồng một năm và sau đó sẽ gia hạn. Hiện nay chúng tôi có những khách hàng rất thân thiết và sản phẩm cũng được tin dùng ở thị trường trong nước. Chúng tôi không thể cắt đứt nguồn hàng như vậy được. Thôi được, không bao tiêu, nhưng tôi muốn lấy 50% số lượng hàng được không? Bên tôi sẽ ghi nhận lời đề nghị của ông. Nhưng chúng tôi cần họp bàn lại. Không sao, quý chị cứ bàn bạc đi. Nhớ ghi vào trong điều kiện hợp đồng của tôi là trả trước 100% số tiền hàng. Tùy đơn hàng quý vị quyết định hàng tháng hay từng quý. Ông đã nghiên cứu kỹ về sản phẩm của công ty chúng tôi chưa? Ông đã tham khảo giá như thế nào chưa? Tôi rất là bất ngờ trước lời đề nghị của ông. Dĩ nhiên, trước khi đến đây tôi đã biết mình muốn gì mà. Về mặt giá cả để cạnh tranh với khách hàng trong nước, tôi đồng ý trả lên hai giá để cô suy nghĩ có nên ký hợp đồng với tôi hay không. Tôi là trợ lý tổng giám đốc, có gì cứ liên lạc với tôi. Dạ. Cảm ơn. Đây là số điện thoại của tôi. Sau khi công ty chúng tôi bàn bạc xong, tôi sẽ liên lạc với anh. Hy vọng mọi người bàn bạc sớm và cho tôi câu trả lời sớm nhất. Cảm ơn ông. Chào ông. Nơi sản xuất mới đã ổn định, hàng ra đều đặn, cung không đủ cầu với loại hàng mới này trên thị trường. Tôi rất vui, nhưng có điều chúng ta không nên chủ quan, phải dăng mấy lớp bảo vệ để bảo vệ nơi đó. Hiện tại thì chúng ta có 3 lớp bảo vệ. Lớp thứ nhất cách xa nơi sản xuất 1.200 mét. Lớp thứ hai cách 100 mét. Lớp thứ ba được bố trí trong các vách đá. Ngoài ra chúng ta còn lắp đặt các camera quan sát, nếu có động chúng ta sẽ biết ngay. Tôi có một đề nghị, nếu như có thể chúng ta sẽ xây một đường hầm thông ra biển. Nếu như có động, mọi người có thể thoát ra con đường đó. Theo tôi thấy, địa điểm sản xuất mới của chúng ta nằm ở núi đá, cũng là một lợi thế. Nhưng cũng vì nó quá trống vắng nên các hoạt động của chúng ta cũng sẽ dễ bị để ý. Một khi đã bại lộ hoặc bị bao vây thì khó mà thoát được. Không có điểm nào là hoàn toàn hoàn hảo cả. Nếu như cô có ngon thì đi kiếm địa điểm nào tốt hơn đi. Nè, cô đừng có nghĩ cô tìm ra được một địa điểm sản xuất mới thì cô lên mặt ở đây nha. Tôi chỉ nói ra sự thật thôi. Thôi. Đến bao giờ hai người mới hết đấu đá nhau vậy hả? Hãy vì việc chung mà bỏ qua hiềm khích nhỏ. Ok. Sau nhiều ngày họp bàn, điều chỉnh một số hợp đồng gia hạn, dự trù sản xuất, thì con nghĩ đã đến lúc mình phải báo cho bên đó biết và đề xuất ký hợp đồng với họ. Má thấy vụ này quá thuận lợi cho bên mình luôn á. Họ ứng 100% khi ký hợp đồng,
Vậy là mình không lo về vốn sản xuất. Chỉ cần có những hợp đồng chắc chắn, mình sẽ tuyển thêm công nhân, mạnh dạn mua thêm nguyên liệu để sản xuất. Đằng này á, người ta còn đưa tiền trước cho mình nữa. Mình quá may mắn rồi. Nhưng mà em không biết tại sao họ lại cần hàng của mình đến như vậy. Trả giá thì cao hơn giá thị trường, mà còn trả tiền trước khi nhận hàng nữa chứ. Anh nghĩ những công ty lớn như vậy á, tiền không phải là vấn đề quan trọng với người ta. Họ làm như vậy á, là cũng để tranh giành hợp đồng với những khách hàng khác thôi. Nghe nói bên họ đâu có bán hàng trong nước, họ xuất khẩu đi nên nâng cao giá thành rồi bán ra nước ngoài với giá trị tiền có khi cao gấp bao nhiêu lần giá trong nước đó chứ. Người ta tính hết rồi em ơi, có lời người ta mới làm chứ. Con à, con vậy thì con cứ ký đi, mình nắm cán mà. Họ giao đủ tiền như trong hợp đồng á thì mình tiến hành sản xuất, không thì thôi, có gì đâu mà ngại. Dạ, để con gọi cho họ. Tôi có cuộc gọi quan trọng, tôi có thể nghe không? Rất vui khi cô gọi lại. Dạ, sau khi họp á thì chúng tôi đã có quyết định sẽ ký hợp đồng với công ty của anh về số lượng và thời hạn của hợp đồng. Chúng ta có thể bàn bạc trong thời gian sắp tới được không ạ? Ok, vậy thì tốt quá. Có gì tôi sẽ báo cho tổng giám đốc, rồi hẹn một ngày nào đó chúng ta sẽ tiến hành. Dạ, có gì anh báo giúp tôi nha. Cảm ơn anh nhiều lắm. Chào anh. Chào cô. Trường Thịnh ký kết hợp đồng gì mà tôi không được biết vậy? Đây là một hợp đồng rất quan trọng với tôi. Mọi người đừng quan tâm, cứ tập trung công việc hiện tại đi. Tôi có quan tâm tới những hợp đồng của ông, nhưng sao ông lại nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ khi nói câu này? Chuyện này tôi sẽ bàn với lão bàn sau. Còn bây giờ chúng ta cứ tiếp tục vào cuộc họp đi. Tôi có một khách hàng mới muốn mua sỉ hàng của chúng ta. Cô có dò la lý lịch của khách hàng chưa? Đương nhiên là rồi. Họ bị thu hút bởi lợi nhuận và phân khúc hàng của chúng ta ở thị trường trong nước. Tôi đã gặp và làm việc với họ rồi. Họ giao dịch bằng tiền mặt hay chuyển khoản? Tiền mặt. Cẩn thận lên phương án giao hàng, tuyệt đối đừng để xảy ra chuyện gì. Nếu cần thì cứ lấy thêm quân của Trường Thịnh hay Mỹ Kỳ. Nhóm của tôi đủ năng lực làm chuyện này mà. Tôi sẽ tìm địa điểm để giao dịch, chốt số lượng rồi sẽ báo cho Trần Nam biết. Còn bên kia đi. Bên đó hả? Dạ, hai anh dùng gì? Cho anh hai ly cà phê. Cảm ơn em. Dạ. Dạ, anh dùng gì? Cho anh cà phê đá. Dạ. Quán này nhìn cũng đẹp ha. Số 2 đang chuẩn bị giao hàng cho Sơn Hổ Mang. Địa điểm và số lượng đơn hàng vẫn bí mật cho tới giờ chót. Anh sẽ cho người bám sát Sơn Hổ Mang 24/24, để từ đó có thể tìm ra địa điểm giao dịch. Không biết lần giao dịch này số 2 có cho em đi cùng không? Đến bây giờ số 2 vẫn dè chừng em. Cậu đừng tỏ ra nôn nóng nhập cuộc, số 2 sẽ nghi ngờ đó.
Các anh đã xác định được số 1 chưa? Sau khi sàng lọc các đối tượng vây quanh số 2, có một nhân vật rất đáng quan tâm. Đó là tổng giám đốc công ty xuất nhập khẩu Việt Trung, Kazili. Người thứ hai là ông Khải, tổng giám đốc công ty vàng bạc đá quý. Ngoài ra có một người nước ngoài tên là Peter, khách du lịch thường xuyên nhập cảnh vào Việt Nam. Có hai người này mà em nghĩ các anh cũng cần phải bám sát. Đó là Mỹ Kỳ và một tên là Trường Thịnh. Họ khá thân với số 2, nhưng không phải là nạn em. Hai tên này đã đi vào tầm ngắm của mình rồi. Các anh đã xác định được địa điểm sản xuất mới chưa? Vẫn chưa có. Chẳng phải theo dõi các đối tượng khi di chuyển để tìm ra hang ổ của chúng, đặc biệt là xe của số 2. Khi cậu đã gắn định vị? Hôm qua tao tới nhà tiệm mà không thấy mẹ đâu hết. Có đi đâu đâu, tao suốt trong nhà thôi à. Vậy sao tao không thấy xe của mày? Tao nói vậy mày nghe thấy đúng không? Đúng rồi. Thiệt, tao không hiểu nó nghĩ cái gì mà nó làm vậy luôn á. Em vẫn thường xuyên bị theo dõi, nhưng không biết là người của ai. Chắc là người của số 2, cậu phải hết sức cẩn thận đó. Cũng có thể là người của số 2, nhưng cũng có thể là đối thủ cạnh tranh của số 2. Cậu đừng lo, nếu chúng tôi thấy cậu nguy hiểm sẽ có người xuất hiện hỗ trợ cậu ngay. Anh có gặp má em với Trúc Trà không? Họ sao rồi anh? Mọi người khỏe. Họ lo lắng cho cậu rất nhiều, nhưng tinh thần thì không đến nỗi tồi tệ. Hai người đang dốc sức toàn lực để lo cho nhà máy trà táo đỏ. Nghe nói em cũng mừng. Em chỉ mong mọi chuyện mau kết thúc để được chạy về ôm má em và lo cho công ty. Em đi quá lâu rồi. Anh thấy Trúc Trà dạo này thay đổi rất nhiều. Cô ấy có vẻ làm tốt công việc kinh doanh. À, thôi anh đi đây, có gì gặp lại sau ha. Tao gợi ý vậy rồi mày thấy làm được không? Không được đâu, tao thấy chuyện này làm không được. Vậy giờ sao ta? Còn nhớ má lắm má ơi. Trường Thịnh, tôi có việc muốn bàn với cậu. Cô ta đã đồng ý ký hợp đồng. Cá đã cắn câu. Lão bàn muốn cô ta xuống đây ký, hay là chúng ta lên đó một lần nữa? Tôi đã cố tình ký, bỏ ra một chút tiền để điều cô ta xuống đây, giữ cô ta như một con át chủ bài, chơi lại võ hiếu và chiêu dương. Vậy lão bàn cứ sắp xếp đi, tôi sẽ gọi cô ta. Cậu chờ một chút, để tôi xem lại lịch công việc. Ok, thứ sáu này cậu hẹn cô ta xuống công ty ký hợp đồng và tham quan. Phần còn lại để tôi lo. Dạ. Má ơi, con mời má vô ăn cơm. Con nấu xong rồi. Má vô liền. Alo. Thứ sáu này hả? Dạ được, tôi sẽ có mặt trên Sài Gòn. Dạ, cảm ơn anh, chào anh. Má, họ đồng ý ký hợp đồng với mình rồi. Thứ năm con lên Sài Gòn, thứ sáu này con ký. Vậy sao con? Dạ, họ mời con lên công ty họ tham quan để biết nơi làm việc.
cũng như coi quy mô xuất khẩu hàng của họ. Họ mời con tới công ty làm việc, chứng tỏ là họ làm ăn đàng hoàng và có ý định hợp tác lâu dài. Con sẽ đi cùng với Liêm, Liêm sẽ phụ trách để làm giấy tờ. Còn hợp đồng thì con chỉ cần ký thôi má. Vậy là mừng quá rồi. Ít ra Trà Táo Đỏ cũng có thể đứng vững một thời gian. Ít ra thằng Quý và thằng Hiếu cũng an lòng. Nếu như anh Hiếu quay trở về, nhìn thấy má, thấy con và mọi người đang cố gắng giữ lại những gì mà hai anh đã gây dựng nên, thì chắc sẽ vui lắm. Thôi, mình vô ăn cơm đi má. Dạ mời anh chị dùng nước à. Tổng giám đốc đang ở phòng kế bên, anh sẽ qua liền. Cảm ơn em. Coi kỹ lại hợp đồng. Dạ. Chào cô. Xin lỗi vì để cô đợi lâu. Tôi vừa xong cuộc họp với khách hàng. Không sao, chúng tôi cũng mới đi tham quan công ty một vòng. Do bận giải quyết một số công việc nên tôi phải nhờ nhân viên dẫn cô đi tham quan. Xin giới thiệu, đây là Liêm, trưởng phòng kinh doanh của công ty tôi. Dạ. Thời gian là vàng bạc, chúng ta đừng nên phí phạm. Vào ngay vấn đề thôi. Dạ, sau khi nhận được lời đề nghị của ông thì công ty chúng tôi đã họp bàn lại để cân đối những đơn hàng cũ. Và với những điều kiện mà ông đưa ra thì quá tốt so với công ty của chúng tôi, nên chúng tôi quyết định ký thử với ông một đơn. Ký thử? Vậy cô không tin tưởng tôi sao? Không phải, có thể là tôi dùng từ chưa rõ lắm, có nghĩa là đây là đơn hàng hợp tác đầu tiên, cho nên công ty chúng tôi có hơi bỡ ngỡ. Tôi nghĩ là sau khoảng vài lần hợp tác thì chúng ta sẽ hiểu ý nhau hơn. Đúng vậy, tôi là người rất biết giữ uy tín với đối tác. Tôi muốn xem qua hợp đồng chi tiết của bên cô. Dạ. Dạ, đây là hợp đồng tham khảo về số lượng, giá thành cũng như là thời gian giao hàng. Trợ lý của tôi sẽ đảm nhiệm mọi thứ. Nhanh lên. Tôi có chuyện muốn nói với ông. Dừng lại. Ông có nhận ra tôi không? Tôi là đệ tử của Duy Kha đây. Tao biết mày là ai. Xin ông hãy cứu tôi. Ông biết tôi là người như thế nào, cho nên Duy Kha mới nhận tôi làm cánh tay phải của ông ấy. Nếu ông cứu tôi, suốt cuộc đời còn lại tôi sẽ nguyện làm trâu bò cho ông. Mày theo tao ra đây. Dạ. Cứu mày
đổi lại tao được cái gì? Dạ, lòng trung thành của tôi. Cái mạng này xin đền ơn ông. Được, tao sẽ không để mày làm việc nữa. Tao sẽ cho mày công việc giám sát những đứa nô lệ kia làm việc. Nhưng điều quan trọng nhất là mày phải trà trộn, làm quen với đám đàn em ở đây, nắm thông tin và báo cáo lại cho tao hàng ngày. Dạ, chuyện đó đối với tôi không khó. Dạ, hàng đã chuyển lên mặt đất rồi. Ra đây, tao có chuyện giao cho mày. Dạ. Cho người này tắm rửa, ăn mặc sạch sẽ. Đặt cách từ đây theo nhóm của mày trông coi đám nô lệ kia làm việc. Nhưng mà... Im miệng. Dạ. Làm theo lời tao nói, không được hỏi lại. Theo tao. Dạ. Quay lại, tao có chút chuyện. Thằng này rất là được việc, nhưng mày phải để mắt tới nó. Mày ngầm giao cho hai thằng đàn em thân cận của mày giám sát nó thật kỹ. Dạ, em biết rồi. Vậy là coi như hợp đồng được kích hoạt. Trong ngày mai, bên cô sẽ nhận được tiền chuyển khoản từ phía chúng tôi. Cảm ơn anh. Hợp tác vui vẻ. Rất mong được sự quan tâm của ông với sản phẩm trà táo đỏ. Công ty của chúng tôi cam kết sẽ giao hàng đúng hẹn. À, thứ bảy này công ty tôi kỷ niệm 8 năm ngày thành lập. Tôi rất hân hạnh được mời cô đến tham dự. Liệu cô có sẵn lòng hay không? Được, tôi sẽ đến. Rất vui vì được đón tiếp cô. Trợ lý của tôi sẽ gửi thiệp mời cho cô. Dạ, tôi đợi thiệp mời của ông. Chào cô. Chào ông. Chào anh. Chào cô. Rất mong được gặp lại cô. Dạ, xin phép ông, xin phép anh. Xin phép. Chào cô. Chào anh. Chào anh. Cậu biết làm gì tiếp theo rồi chứ? Dạ.
trở thành đối tác với nhau có phải tốt hơn không? Không cần bắt tay đâu, chỉ cần đôi bên cùng có lợi. Giao tiền, giao hàng, nhanh gọn. Tôi muốn kiểm tra hàng. Ok. Giao dịch với số lượng lớn như vậy. Giao hàng. Hổ mang ra tay. Xe ô tô em đang đậu ngoài đó, cứ để xe máy lại cho tụi con Lê nó chạy. Anh chở em vô Romantic. Chờ em. Không lẽ Lâm Phong cũng nằm trong đường dây này? Nhiệm vụ đã hoàn thành. Tài năng của em đã chứng minh cho anh thấy rõ. Nhưng còn chuyện tình cảm, em vẫn làm cho anh cảm thấy bất an. Anh là lên cơn ghen à? Sao lại không? Bây giờ chồng cũ của em còn ở chung nhà với em nữa. Em nói đi, anh đâu phải là thánh. Em hứa với anh, giữa em và Võ Hiếu không có chuyện gì xảy ra hết. Ngay cả khi Võ Hiếu biết chuyện tình cảm của anh và em, anh ta vẫn không phản đối sao? Anh ta hứa không xen vào cuộc sống riêng của em, không xen vào công việc của em. Vậy anh ta muốn gì khi bên em? Anh ta muốn một chỗ dựa sau khi thất bại trong công việc. Anh ấy muốn có tiền để bù đắp cho cuộc sống lúc ở trong địa ngục. Anh ấy vui khi được bảo vệ em. Đơn giản vậy thôi đó. Anh muốn em chứng minh tình cảm của em dành cho anh là duy nhất. Anh muốn em chứng minh bằng cách nào? Thứ bảy này anh mở tiệc đãi mọi người. Anh muốn em đưa chồng cũ của em đi theo. Ok.
Mày dạy cái gì vậy? Lỡ đụng thôi làm dữ vậy? Thôi, dữ gì? Thôi, nhưng mà có ai bị gì đâu. Không bị gì thôi. Giờ sao? Thôi, không đẩy nha. Thôi nha, giờ muốn gì? Mày muốn sao? Mày muốn gì? Mày sao tao vậy á? Mày sao tao sao hả? Sao tao chơi mày luôn á. Chào cô. Chào anh. Cảm ơn cô đã đến dự. Để tôi đưa cô đi gặp tổng giám đốc. Xin mời. Dạ. Rất vui khi có sự góp mặt của hai anh. Dạ. Lão bạn, cô Trúc Trà đã tới. Rất vinh dự khi có sự hiện diện của cô. Hôm nay cô đẹp quá. Cảm ơn ông. Tôi cũng rất vui khi mà có mặt ở đây. Dạ tôi xin phép. Dạ. Xin mời cô. Chào. Chào ông chủ. Để tôi giới thiệu mọi người với cô làm quen. Biết đâu sau này sẽ có cơ hội làm ăn với nhau. Họ là những doanh nhân thành đạt ở Sài Gòn. Còn đây là cô Trúc Trà, tổng giám đốc công ty Trà Táo Đỏ. Tôi vừa mới có hợp đồng làm ăn với cô ấy. Chào cô. Còn đây là doanh nhân Hoàng Khải. Dạ. Chào. Trợ lý của tôi Trần Nam. Hân hạnh. Còn đây là chào doanh ông. Nhân Peter. Dạ, chào cô. Chào ông. Chào anh. Rất vui được gặp anh. Dạ. Mời, chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. Dạ. Chị Xui, chị Xui biết không? Con Trà nó gọi điện về là nó mới ký hợp đồng với người ta nè. Sau đó nó nhận 100% tiền cọc. Tôi mừng lắm chị ơi. Vậy hả chị? Tôi cũng nghe con Trúc Trà nó điện thoại nó nói bán tính bán nghi, nghĩ làm gì mà có khách hàng sộp dữ vậy. Tôi với thằng Út Mót á, hồi hộp muốn rớt tim ra ngoài luôn vậy. Cứ sợ người ta âm mưu gạt gẫm. Nhưng giờ nó báo về thì tôi yên tâm rồi. Thấy con Trúc Trà nó làm ăn tốt, tôi cũng vui. Nhưng cũng có chút xíu buồn. Ủa? Sao chị lại buồn? Thì nó làm ăn, lo bận biểu cả ngày, đâu có thời gian về thăm tôi. Ôi trời ơi. Tưởng chuyện gì chứ. Không có đâu. Nó nói với tôi rồi. Nó nói tranh thủ xong việc á là nó chạy về thăm mẹ liền. À chị có muốn mua cái gì thì gọi điện dặn nó mua cho chị liền à. Thôi khỏi, nó về thăm tôi là tôi vui rồi. Mua đồ ăn hoài, ăn có hết đâu. Mua chỉ cho phí chị. Ý, chị ơi, chị hai tôi gọi. Bây giờ tôi nghe điện thoại xong rồi tôi tám với chị tiếp nha. Ừ, vậy thôi chị đi đi. Tôi nói chuyện với chị á, nãy giờ nhiều quá cổ họng muốn khô rồi, tôi đi uống nước luôn. Vậy nha, chào chị. Bye bye chị. Chị hai hả? Em đưa tới mấy chỗ này làm gì? Anh thấy anh không thích hợp đâu. Em cần anh chứng minh bản lĩnh cũng như lời hứa với em. Anh hứa với em gì ta? Ở bên cạnh em nhưng không sở hữu.
Em đang muốn thử thách anh trước những người đàn ông khác đang theo đuổi em chứ gì. Ông chủ này khá chịu chơi, qua đêm với tao ở Vũng Tàu mà trả tới 5.000 đô luôn á. Mày ngu, mày mới lấy tiền của ổng. Lão bàn nói với tao á, làm tình nhân của ổng, ổng mua cho căn biệt thự luôn á. Trời đất ơi, thời buổi kinh tế khó khăn, lấy được đồng nào hay đồng đó. Biết đâu ổng bàn với mày rồi hả, đi mua biệt thự giấy thì sao? Mày nói vậy là mày coi thường ổng rồi đó. Lão bàn tiền nhiều đếm không xuể. Vậy hả? Một đêm ổng bao vàng người mẫu cả 100.000 đô luôn á. Phải không á? Rốt cuộc thì ông ta cũng coi mình như một món hàng mà thôi. Mày ngu ngốc như vậy đủ rồi, Mỹ Kỳ. Nào, mời mọi người. Dạ. Thôi, uống ít ít thôi, còn làm gì nữa. Tôi biết rồi. Sắp xếp xong rồi. Tôi nghĩ là mình phải trao đổi thêm. Dạ. Cho tôi xin phép. Dạ. Càng lý. Xin mời. Dạ, chuyện đó tôi cũng không rõ lắm. Trúc Trà. Dạ đúng rồi. Tôi muốn giới thiệu với cô hai người bạn thân của tôi. Đừng có sợ, tôi không cắn cô đâu. Tôi xin phép. Sao vậy? Trúc Trà, nhanh lên Trường Thanh, nhanh lên Trúc Trà. Võ Hiếu, đừng đối đầu với những người này, anh cứ để đó cho em. Sao Trúc Trà lại có mặt ở đây? Ông ta muốn gì? Không thể nào là tình cờ được. Chắc chắn là một âm mưu. Anh không sao chứ? Tôi không sao. Tôi ổn. Anh không nhớ tôi sao? Tôi đã từng được anh cứu.
Cô là bạn của Chiêu Dương. Chúng ta có cần gọi xe cấp cứu không lão bạn? Tôi nghĩ không cần đâu. Cô ta sốc nên ngất thôi, lát nữa sẽ tỉnh lại. Ông tìm cho tôi một chai dầu xanh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô ấy bị ngất, anh cũng không hiểu tại sao nữa. Em không hỏi về chuyện cô gái bị ngất, em đang hỏi anh. Anh trả lời thẳng vào vấn đề đi. Anh không hiểu ý em. Ông đang chơi trò gì với tôi vậy? Em quen người phụ nữ này à? Anh đang sắp đặt chuyện gì hả? Rõ ràng đây không thể nào là một chuyện tình cờ. Sao em căng thẳng quá vậy? Đây chẳng qua là một đối tác của anh. Anh vừa mới ký hợp đồng với họ xong mà. Hợp đồng? Hợp đồng gì chứ? Anh có rất nhiều mảng làm ăn, anh có cần phải nói hết cho em biết không? Thôi được, em sẽ không hỏi nữa. Bây giờ anh làm gì với cô ta? Tôi sẽ tìm hiểu chuyện này sau, nhưng chắc chắn là ông đang chơi tôi. Ok, em không làm phiền anh nữa. Giờ thì mày đã bắt đầu run sợ khi tao nắm được gia đình mày. Dù sao thì tôi cũng cảm ơn anh vì đã cứu tôi lần trước. Cô có cảm ơn thì cảm ơn Chiêu Dương kìa. Tôi chỉ làm theo lệnh của cô ấy thôi. Hình như là anh là chồng cũ của Chiêu Dương. Theo như tôi biết thì Chiêu Dương bây giờ đâu còn thuộc về anh. Yêu một người đâu nhất thiết phải sở hữu người đó. Chỉ cần nhìn thấy cô ấy vui vẻ hạnh phúc mỗi ngày, đối với tôi như vậy là đủ rồi. Tôi nghĩ trên đời này có một mình tôi ngốc chứ, ai ngờ anh cũng vậy. Tôi vừa nhận ra ân nhân cứu mạng của tôi nên chỉ muốn cảm ơn anh ấy. Trúc Trà sao rồi? Thật sự em không biết chuyện gì đã xảy ra. Tại sao Trúc Trà lại ở đây nữa? Ông ta là ai? Có phải là người mà em định giới thiệu anh với ông ta không? Đó là một nhân vật quan trọng. Anh không biết ông ta là ai? Ông ta có làm hại Trúc Trà không? Lão Bành, mọi người đang chờ ông ra tuyên bố buổi tiệc. Để tôi trông coi cổ cho. Trúc Trà, tỉnh lại đi. Trúc Trà, tỉnh lại đi. Để tôi đỡ cô.
sao tôi lại ở đây? Cô vừa mới ngất xong. Tôi đã nhìn thấy anh Võ Hiếu và chị Chiêu Dương. Tôi không nằm mơ chứ? Tôi không nằm mơ đúng không? Anh có biết hai người đó không? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hả? Tôi phải ra khỏi đây. Trúc Trà, cô muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi hả? Không cần đâu. Sống. Má ơi, anh Hiếu vẫn còn sống. Má ơi, nhưng mà tại sao, tại sao nó không về thăm má? Tại sao, tại sao anh ấy lại đi chung với chị Chiêu Dương? Tại sao ông Kazili lại quen biết hai người đó? Tại sao chứ? Dạ, mời. À, chào. Xin mời. Chúc sức khỏe mọi người. Dạ, xin mời anh. Mời anh. Càn lý. Em đi nha. Sao? Còn cảm giác ghen tuông hả? Tôi đã nhận ra mình là một kẻ ngu ngốc khi tin vào tình yêu. Tôi đã từng thần tượng ông ấy. Thần tượng là do mình dựng lên. Dựng lên được thì hạ xuống được thôi. Uống nhiều rồi đó, coi chừng sai. Một lát nữa có cần quá giang tôi về không? Chị đừng có coi thường tôi. Tôi không có say đâu. Hai vợ chồng chị bộ có thù oán gì với ông ta sao? Sao cô lại hỏi vậy? Tôi và Võ Hiếu không có thù oán gì với lão Bàng hết. Từ lúc gặp Duy Kha, tôi biết giữa hai người đã có chuyện. Uống đi. Vậy là cô cũng biết Duy Kha sao? Tôi còn biết nhiều hơn vậy nữa. Tôi còn biết chị đã giết hại con trai ông ấy. Có vẻ cô biết nhiều đó chứ. Vậy mà tôi không biết là lão Bàng làm ăn với Di Kha. Hai người đó là một cặp bài trùng. Họ rất là ăn ý với nhau. Chị cũng đã từng đến căn hầm bí mật đó, nơi Duy Kha quản lý. Mời. Hai người đẹp có muốn ăn gì không? Tôi lấy cho. Cảm ơn anh, tôi không ăn đâu. Tôi chỉ cần uống thôi. Xin lỗi mọi người, tôi lu bu quá cho nên không tiếp mọi người chu đáo được.
Chiêu Dương à, em thay anh tiếp đãi mọi người chu đáo nha. Nếu như tôi không lầm thì anh là chồng cũ của Chiêu Dương đúng không? Tôi chỉ là quá khứ, còn anh mới là hiện tại. Anh nói không sai, hay lắm. Tôi cảm ơn anh vì đã bảo vệ cô tình nhân bé nhỏ của tôi. Anh, em và anh qua bên kia nói chuyện với Peter đi. Peter đang ngồi một mình đó. Em đi nha. Mình đi. Bây giờ thì tôi đã hiểu câu nói lúc nãy của cô. Đúng, chúng ta chỉ là những kẻ ngốc giống nhau. Những người mang vỏ bọc doanh nhân trong buổi tiệc này, tôi nghĩ có rất nhiều người liên quan tới đường dây mua bán ma túy. Qua thẩm tra lý lịch và công việc của người này, với những hành động mà ông ta đang thể hiện với số 2, tôi nghĩ đây là số 1. Đúng vậy, tôi cũng đặt nghi vấn về người này rất nhiều. Ông ta có một nguồn tiền rất lớn, những dự án ông ta đầu tư vô lên đến hơn 1000 tỷ. Vào đi. Chào anh. Ngồi đi. Dạ. Sau khi lấy được những tài liệu cần thiết, tôi liền chạy một mạch xuống đây, không ngừng nghỉ. Đồng chí đã thu thập được những gì? Đúng là hắn ta. Tôi chắc chắn đây là số 1. Đây là những hình ảnh mà các trinh sát chụp được thời gian trước. Rõ ràng ông Duy Kha có quan hệ mật thiết với Kazili. Bằng chứng rõ ràng nhất là nằm trong chiếc điện thoại của tên Chính. Có những cuộc ghi âm lén bàn về Chung Chi có nhắc tới ông Trầm. Nếu chúng ta đã xác định số 1 là ai, các đồng chí nên tập trung vào tên này. Số 2 đã có Võ Hiếu giám sát, phải tìm cho ra hang ổ sản xuất của bọn chúng và tóm gọn đường dây này nhanh nhất. Rõ. Lo cho Trúc Trà hả? Nếu nói không lo cũng không đúng, nhưng mà cũng không phải như em đang nghĩ đâu. Anh tưởng là em vẫn còn ghen anh với Trúc Trà giống như xưa hả?
Cây ngay không sợ chết đứng. Anh với Trúc Trà vẫn luôn giữ mối quan hệ trong sáng. Anh chỉ lo cho Trúc Trà như một cô em gái thôi. Anh chỉ không hiểu tại sao Trúc Trà lại có mặt ở đó. Chuyện này em cũng rất bất ngờ. Tại sao Kazili lại làm ăn với Trúc Trà? Làm ăn? Trúc Trà làm ăn gì với ông ta? Em cũng không biết. Nhưng mà khi em dò hỏi mối quan hệ của hai người thì Kazili nói là có ký một hợp đồng với Trúc Trà. Chắc hẳn là ông ta có âm mưu gì đây. Ông ta tiếp cận Trúc Trà như một cách dằn mặt mình và Chiêu Dương. Vậy ông ta đã biết gì về mình? Anh hỏi thật, Kazeli là đối tác làm ăn hay là bạn trai của em? Cả hai. Mà cũng có thể là không. Anh không muốn xen vào thế giới của em, nhưng hình như anh cảm nhận là ông ta biết gì đó về anh và gia đình mình. Ông ta biết rất nhiều. Chắc chắn ông ta là số một. Nhưng mà tạm thời Trúc Trà cũng đã an toàn. Anh yên tâm đi, em nghĩ là không có chuyện gì xảy ra với Trúc Trà đâu. Nhưng mà Trúc Trà rất kinh ngạc khi nhìn thấy anh đi cùng với em. Cũng phải thôi. Trúc Trà nghĩ anh đã chết rồi mà. Nhưng nếu Trúc Trà nói cho má biết đã gặp anh và em, không biết má sẽ ra sao nữa. Chắc là má sẽ sốc lắm. Mà lẽ ra người chăm sóc má phải là em và anh. Cuối cùng người ở bên cạnh má vẫn là Trúc Trà. Em có giữ một bí mật của Trúc Trà, em muốn nói cho anh biết. Những gì cô muốn nghe về ông Lê Niệm tôi đã kể hết rồi đó. Bây giờ cô còn muốn tôi kể cho cô nghe cái gì nữa? Tôi muốn bà kể cho tôi nghe tất cả những chuyện về cuộc đời của bà. Chuyện gì đã đưa đẩy một người con gái xinh đẹp như bà phải đi làm gái bao? Tôi từng có một cuộc tình rất đẹp. Lúc đó tôi chỉ là một cô gái 17 tuổi ở quê. Tôi có quen với một anh thợ điện đầu ngõ. Chúng tôi yêu nhau say đắm. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời tôi. Mà chuyện gì đã khiến cho hai người xa nhau? Gia đình tôi không đồng ý, nên chúng tôi quyết định trốn đi để sống cùng nhau. Khi tôi báo tin là tôi có thai, anh ấy rất là vui mừng. Nhưng tới khi gần ngày sanh thì anh ấy
chết vì một tai nạn nghề nghiệp. Sao mà bị thương quá vậy? 17 tuổi, tôi phải một mình sinh con. Tôi không có đủ sức để nuôi đứa bé. Nên tôi đành gửi nó vào trại trẻ mồ côi. Con bé nó đẹp lắm, nước da trắng, nó có một cái bớt màu đỏ hình con bướm ở sau cổ đó cô. Có nhớ trại trẻ mồ côi đó tên là gì không? Nhớ chứ. Trại trẻ mồ côi Ánh Sáng Thiên Đường. Bà có kể cho em nghe bà đã nhận trúc trà từ trại trẻ mồ côi đó. Và em nghi ngờ trúc trà là con ruột của bà Mộng Tuyền. Trúc trà vẫn còn mẹ. Nhưng anh không hiểu Trường Hận là ai và tại sao lại gặp bà Mộng Tuyền. Đó là một câu chuyện dài. Anh có nhớ Niên không? Nhớ chứ. Con trai của bà Bích Ngọc. Trường Hận là em cùng cha khác mẹ với Niên. Hai anh em tụi nó giống như hai giọt nước. Em sẽ cho số điện thoại của nó cho anh. Khi nào thuận tiện anh tìm nó đưa trúc trà về nhận mẹ. Tại sao lại giữ bí mật này của trúc trà và đến bây giờ mới quyết định nói ra? Thú thật lúc trước em cũng ghen với trúc trà. Không chỉ vì anh mà ngay cả má cũng quan tâm nó quá nhiều, nên trong lòng em rất là khó chịu. Em định mặc kệ cuộc đời của nó. Vậy bắt đầu nghĩ tốt về trúc trà từ khi nào? Vậy chứ anh nghĩ sau khi em ra đi em không quan tâm gì tới má sao? Em đã theo dõi và biết trúc trà đã chăm sóc má rất là tốt, và em rất biết ơn trúc trà.